Hello, hôm nay sẽ chơi game Silver Dragon nhé. Level 9 Rumbai Forest. Bật nhạc nha. Oh, một con zombie ơi. Đây là sự biến thành con chó sói. Đó là thế, là con zombie sợ ngay. Zombie đang đốt lửa. Đội mặt nạ vào, đi qua. Con zombie đang đuổi. Cho cái hạt đậu vào ra. Bắn đẩy lui bọn zombie luôn. Đó, bọn nó bị điện giật. Sử dụng cái can dầu ấy đi, đổ dầu ra cho trần nhẹ. Level 11, một con người sắt. Sử dụng cái khiên. Trời sẽ làm nó bốc hơi cái vũng nước này. Một con ma. Con ma chết trôi này. Hút cho nó vào máy hút bụi. Rồi, lái xe nâng hàng nha. Ở cái cây. Làm đổ cái cây luôn. 5 con rô bài. Ui, con rô bài khổng lồ kìa. Robot. Đợi bộ quần áo mới. 13. À, có thanh niên cướp để cướp đồ của mình. Vứt cái túi ra đánh lạc hướng đó. Phò chuối chân nhẹ. Tạm dừng tàu lại. Con pit bull à, cho cái cột ấy cho nó đá ấy. Scary dog. Ôi bị dính, phải thay quần áo mới. À, thanh niên trộm.
thanh niên trộm định tẩu thoát đi đâu. Súng còi hú dọa cả thằng này. Quay ngược thời gian. Sử dụng cái này khiến nó sợ hãi. Cái xe này là xe gì nhỉ? Rồi vứt cái áo che mắt đây. Ô nơi ấy, ô tô nó đuổi. Ôi chắc phải sử dụng chống chống che. Rồi nó đi ra xe tăng. Tẩy xe tăng của nó đi. À, nó đã bị bắt. Ồ, có động đất. Để mua bảo hiểm vào máy quá. Ôi, bảng điện này bị hỏng à. Phải sử dụng cái ống cao su này để cắt điện. Bình hoa bị vỡ. Quay ngược thời gian. Đây là quả bóng nha. Dùng phi tiêu. Phi vỡ quả bóng này là được ok. Tập tại cho tay to lên. Quá easy. Đất làm cây cối bên ngoài bị đổ vỡ hết. Xong cái thùng rác. Ôi, nhà cửa xe cộ. Cái này đấy. Tập đẹp dí cái xe luôn. Lúc cầm đi rồi.
Kết thúc video tại đây nhá. Kết thúc video để ăn xoài.